Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ nói đầu tiên, với trách nhiệm là người dẫn chương trình, con tập trường xin gửi lời chào trân trọng đến sư phụ, quý thầy cùng toàn thể quý Phật tử, và xin chúc quý vị có một đêm thưởng thức văn nghệ thật tràn đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, hiện trên tay của con đang cầm lộ hai hình ảnh thể hiện hai trạng thái cảm xúc khác nhau, và đây là hình ảnh thể hiện trạng thái cảm xúc gì ạ? Trúng số ạ? Cũng có thể. Vâng, đây là hình ảnh thể hiện trạng thái cảm xúc vui cười, và còn đây là hình ảnh thể hiện trạng thái cảm xúc gì ạ? Hả? Thất tình hả? Cũng có thể. Đây là hình ảnh thể hiện trạng thái cảm xúc buồn khóc. Hai trạng thái cảm xúc vui cười và buồn khóc có thể được xem như là thuộc tính của con người, vì nó thường xuyên xuất hiện nhiều lần, nhiều hay ít trong đời, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, tình huống vân vân mà con người gặp phải. Vì vậy, theo quý vị, chúng ta sẽ chọn trạng thái cảm xúc nào ạ? Vui cười hay buồn khóc ạ? Vui cười cũng là sự lựa chọn của quý vị, và cũng chính là sự lựa chọn của bao người, vì vui cười sẽ giúp cho chúng ta trẻ trung hơn. Với tâm trạng thoải mái vui vẻ sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được căng thẳng, lo âu, muộn phiền, luôn bổ vây do cuộc sống mang lại. Và điều này chúng ta cũng thấy rất rõ là trong năm qua, chúng ta đã bị cướp đi khá nhiều niềm vui do dịch bệnh COVID mang lại, khi kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, khi sự giao thương đi lại giữa các quốc gia còn nhiều hạn chế. Và điều đặc biệt đáng nói ở đây đó chính là nỗi lo vì sợ mắc bệnh. Chính vì thế, trước thềm năm mới, Chùa Hoằng Pháp muốn tạo cho quý vị được sinh khí vui tươi thông qua các tiết mục văn nghệ do quý thầy và Phật tử thực hiện, nhằm xua tan đi nỗi lo âu, muộn phiền cũng như các trạng thái cảm xúc tiêu cực khác bằng các tiếng cười, vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Và nếu ai cười đúng chỗ thì thuốc bổ lại nhân đôi, nếu ai cười hoài không thôi thì thuốc bổ lại nhân ba, mà nếu ai vừa cười vừa la thì thuốc bổ lại nhân 4, và nếu ai cười đến nỗi bị đau rốn thì thuốc bổ lại nhân 5, và cứ thế thuốc bổ lại tăng dần theo cấp số nhân. Và quý vị nào sở hữu càng nhiều thuốc bổ thì người đó sẽ là người trường sinh bất tử. Còn chần chừ gì nữa, và quý vị không đón nhận các tiếng cười, xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để đến với chương trình Tiếng Cười Nơi Cửa Chùa. Vâng, kính thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có một thời để nhớ. Nhớ về những kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải trong đời. Có những kỷ niệm vui, nhưng cũng có những kỷ niệm buồn. Và kỷ niệm là cái gì đó làm cho con người ta khó quên. Dẫu thời gian có trôi đi vạn lần, mà kỷ niệm vẫn còn đọng lại. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những kỷ niệm qua phần tự sự của Tâm Trịnh và Tâm Hoàng. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng theo dõi. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy và toàn thể vị Phật tử. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2009, và ngày cũng rất là đẹp, con có trúng tuyển ở vụ quân sự. Thì vô quân ngũ sau 3 tháng tân binh thì con được rút xuống làm bên hậu cần, có nghĩa là nô quân đó quý vị. Xuống hậu cần mà trong lính á, thì mỗi lần ăn cơm thì món cơm cháy nấu bằng than lửa rất là ngon. Nhưng lúc con đang chia hết cơm thịt cho các đồng đội rồi thì con đang cầm cái xẻng xúc xúc gắp mấy cơm cháy bỏ lên miệng ăn. Ở phía sau rờ vai con, bắt đầu con quay lại con nhìn thì có một chuyện xảy ra. Thì anh sĩ quan nói lên trên phòng lấy nón, lấy giày đi theo. Quý vị có biết con đi đâu không ạ? Dạ, con được dẫn
từ từ, từ từ ra xuống tới ngay chuồng heo. Tại vì trong lính, cơm cháy để dành cho heo, cơm thịt là dành cho người ăn. Nên con bị xuống và chắp tay lại, vòng tay. Xin lỗi chiến sĩ heo vì tôi đã ăn cơm của chiến sĩ. Chưa hết đâu quý vị. Bắt đầu một ngày trong quân đội của con quy định rất là nghiêm. Có nghĩa là phạt, nếu ai mà hút thuốc thì sẽ phạt. Mà phạt có nghĩa là phạt tập thể, chứ không có vụ phạt một hai người. Nên một người hút thuốc thì cả tiểu đội phải bị phạt. Thì một ngày một người hút chung của con lén hút thuốc thì bị sĩ quan bắt được. Thì anh sĩ quan mới bắt chúng con đi ra đào một cái hố sâu 1 mét, dài 1 mét, rộng 1 mét và cao 1 mét. Quý vị có biết làm gì không hả? Rồi xong bị vô tới ngay chỗ bắt điếu thuốc đó, lấy một băng ca bỏ lên, 4 người đứng 4 góc và bỏ cái tàn thuốc lên trên đó. Rồi xong mở nhạc truy điệu, rồi khiêng ra than 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 than, rồi từ từ từng bước lê lê tới cái hố. Tới cái hố xong bắt đầu chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chiến sĩ đã hy sinh thật là cao cả. Bắt đầu bỏ tàn thuốc xuống và anh em chúng con lại bắt đầu cầm xẻng lóc lóc lóc. Và khi con ra quân xong một ngày đẹp trời, con cảm nhận được cuộc đời là vô thường. Bắt đầu con chấp nhận và quyết tâm xuất gia đi tu. Và ngày đầu tiên con vô chùa xuất gia được 2 tháng thì con đang quét rác buổi sáng cùng với anh em huynh đệ thì thầy Tâm Duy chạy lại: em dạ gì với anh, em làm thấp cốt giùm anh nha, tại vì anh sư phụ chuyển anh đi ra nhận đất ngoài Bình Thuận rồi nên giờ đi gấp lắm không ai làm, nên em làm giùm anh đi. Thầy kêu con vô chỉ sổ sách cúng cơm mở chuông, chừng 5 phút thầy đi mất tiêu. Bắt đầu cuộc đời con trở thành cốt chủ. Có một ngày đẹp trời, con đang cặm cụi quét rác thì đang say sưa, có một cô Phật tử lại đưa cho con chiếc điện thoại. Cô mới nói: dạ mô Phật, thầy ơi, có người cần gặp thầy. Trời ơi, nghe vừa mừng vừa sợ. Nói được 5 phút, bên kia nói một câu rằng: thầy ơi, con đã yêu thầy. Trời ơi. Nếu mà ngày xưa con chưa cạo đầu, cổ mà nói yêu con, chắc con bay lên trời luôn quá. Tại vì hạnh phúc. Nhưng mà thôi, mình cạo đầu đi tu rồi, tóc hết rồi, lo tu về với Phật thôi. Hàng ngày công việc của con rất là cao cả. Và đi ra lấy nước, lau hũ cốt và lau nhà cốt, riết xuyên suốt cho hơn 6 năm trời. Và 6 năm trời con cũng nếm đầy đủ vị mặn ngọt chua cay. Nhưng một ngày mới sáng con đang lấy thùng nước, có cô Phật tử lại hỏi con: chú ơi chú, cho con hỏi nhà vệ sinh thế nào để chú. Bắt đầu lần sau: em ơi em, cho chị hỏi này đi em. Bắt đầu cô này còn dữ dằn hơn: cưng ơi cưng, cho chị hỏi cái này đi cưng. Trời ơi, dân miền Tây hay sao quý vị, nghe mà ngọt ngào. Bắt đầu xong con mới nói: dạ mô Phật, cái gì không cô. Cổ mới nói vậy: cưng ơi cưng, cho chị hỏi nhà vệ sinh nằm đằng nào với cưng. Trời ơi,
Nghe mà muốn chết luôn à trời. Tôi đi tu mà, tôi phải là gì đâu. Xong rồi, chưa xong đấy vị. Có một cô Phật tử vô hỏi con, tư vấn cúng sao giải hạn. Con mời cổ ngồi ghế, con tư vấn cho cổ xong 15 phút. Đứng dậy xong, chưa cảm ơn con một tiếng nào. Cổ đứng dậy, phủi phạch phạch, bỏ đi. Không một lời cảm ơn. Tặng quà không lấy, tặng chuỗi cũng chê luôn. Bắt đầu nói cho con một câu rằng, đồ mới tu biết gì. Con mẹ ơi, không tức cũng đúng gì. Xong nữa, các cô Phật tử đó bắt đầu ngồi. Con cũng mời ngồi tư vấn cho cổ xong. Mới ban đầu tướng con dạy quý vị, ngày xưa con đi lính, con rất là men lì. Và cơ bắp cuồn cuộn, đi tu riết, ngày xưa Lý Đức, bây giờ còn thành Lý Tét rồi. Bắt đầu, cổ mới vô mới hỏi con, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con chào sư cô. Con nghe mà con muốn lộn ruột lên à. Bắt đầu tư vấn cho cổ xong, cổ đứng dậy, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn sư cô, con về. Dạ, con từ ngày vô chùa, con làm nhiều chức rất là hoành tráng. Lần đầu tiên của con là chức cốt chủ. Xong rồi, con được chức thứ hai chính là sàng chủ. Đố quý vị biết sàng chủ là gì? Sàng chủ có nghĩa là không phải là sàng kết quốc đâu nha. Không phải là sàng nhảy đâu. Đố quý vị biết là sàng chủ là sàng gì không? À, là sàng chén đó, oai phong không? Ok. Hàng ngày xuống, con chỉ son nồi son. Ôi trời ơi, biết là cái nồi cái son, con làm bài hát son nồi son, son nồi son. Nhất là mỗi lần khóa tu Phật thất, trời con rửa muốn chết luôn à. Bắt đầu xong, đang mệt, cô cạnh bên lớn hơn con 2 tuổi, cô mới nói rằng, thầy ơi thầy. Dạ gì hả cô? Thầy là trung tâm của mọi rắc rối. Con nghe câu này con đơ ra rồi. Con đâu biết gì rắc rối gì đâu ta. Thì bắt đầu cổ mới nói cho con rằng, tại vì có cô yêu con, nhưng mà con nói chuyện với cô này nên cô này bực mình, nên kình lộn với cô này, nên cô này nói với cô này, nên rột hồ con bị là trung tâm của sự rắc rối. Sau một thời gian con được đi ra làm cây chủ. Mọi người biết cây chủ là gì không ạ? Cây chủ nghĩa là đi ra trồng cây thôi, có gì đâu, chất nó to quá, sao không cho chồng vỗ tay nữa hết ta. Hàng ngày con đi lang thang, đi qua, đi lại, đi mua phân, mua đất, trồng cây, tưới cây. Nhưng mà cuộc đời hạnh phúc lắm quý vị. Nhìn những kết quả ra hoa, kết trái, nhìn những bông hoa, những mầm cây xanh, tự nhiên thấy hạnh phúc lắm quý vị. Rồi bắt đầu đùng một cái, con đi làm chức lang thang chủ. Mọi người biết lang thang chủ là gì không ạ? Là con với Lý vây chai, quét dọn, quét rác trong chùa. Mấy thùng rác nào đều có con trong đó hết. Con lấy riết mà là một nhà dê chai luôn. Trời ơi, con định mua nhà lầu, ai ngờ đùng một cái sư phụ báo một tin. Mọi người có biết tin gì không ạ? Và từ nay con lên làm điện chủ. Trời ơi, một cái chức thật là anh liệt. Và từ đó con có mặt bên chánh điện, có nghĩa là chỉ trông coi ông Phật bên đó sợ ta rinh mất nên gọi là điện chủ. Hết rồi. Rồi một ngày đẹp trời, sáng mới có tới 8 giờ sáng, con đang lau cửa, lau bàn, lau quạt. Cái cô đó cũng 60 tuổi rồi. Bắt đầu nhét cho con 50, chú tiểu, dạ gì cô, cho chú 50 uống cà phê. Trời ơi, hạnh phúc chết đi được. Bắt đầu con móc ra, giá đò móc trả lại, chê. Con nói, thôi, cho chú uống cà phê đó, trả lại làm chi.
Trời, con nghe miệng thì nói thôi chứ có 50 mừng muốn chết luôn à. Trả làm chi ngu rồi trả, đúng không ạ? Sắp Tết rồi, mọi người đang về chùa rất là náo nức và cũng một tình trạng rất là khủng hoảng. Có nghĩa là ai cũng đến chùa, thầy ơi thầy, thầy cúng sao giùm con đi thầy, giải hạn giùm con đi thầy. Mà bao năm qua con bị hạn hoài, không ai giải cho con hết rồi, khổ quá rồi, khổ rồi, trời ơi là trời. Mình thì nhờ với thầy giải hạn, còn con bị hạn hoài, ai giải cho con? Có ai giải giùm con không ạ? Nên hôm sáng con mới nhờ cô Phật tử mua giùm con hai nải chuối, một bình hoa. Cô hỏi chứ dễ thầy, đó con cúng sao? Dạo này con bị sao quả tạ, chiếu nhiều quá. Rồi, bắt đầu một ngày đẹp trời, con đang đứng trước chánh điện và đang ngồi nhìn trên bầu trời đầy sao đang đẹp. Bỗng có một cô bước vào. Thầy ơi thầy, dạ có gì không cô? Hôm nay, năm nay con bị sao đó, thầy cúng sao giải giùm con. Con mới nhìn trên bầu trời, nó vui cho cổ. Cô ơi cô, trời đẹp lắm, sao rất là nhiều. Cô xem sao nào là sao của cô dạ, nói cho con giải giùm cho. Vừa nói xong, trời không mưa, nhưng sao mặt con ướt hết trơn hết trọi à. Chửi con xói xả luôn à trời. Rồi xong, có một cô đang vô chánh điện và nhờ con cúng sao giải hạn giùm. Và con mới nói giải thích cho cổ, tư vấn cho cổ xong. Thì cổ mới nói cho con rằng tại vì đang công việc lu bu nên không thể giải quyết được. Cổ mới chửi con một câu, đồ thầy chùa lửa. Trước khi kết thúc, con xin tặng mọi người một câu hát đã kết thúc buổi diễn của con. Sống bao lâu trên đời cứ vui, sống bao lâu trên đời cứ tươi, sống bao lâu trên đời cứ vui, đời đâu xa chi. Sống bao lâu trên đời cứ vui, sống bao lâu trên đời cứ vui, sống trên đời lần đầu ta cứ vui, ta cứ sống càng vui hết. Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe phần chia sẻ của thầy Tâm Trịnh với những kỷ niệm vui buồn của thầy. Và chính những kỷ niệm như thế sẽ giúp cho thầy có được kho tàng truyện để kể cho những người sau. Và cũng chính những kỷ niệm này giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, có kinh nghiệm sống hơn mọi khi nhìn lại. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần tâm sự của Tâm Hoàng. Ban tổ chức cho hỏi cái diễn hài tiếng cười nơi cửa chùa ở đây hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy mà sư đệ nói diễn trên Nhân Hượng, kiếm Nhân Hượng hoài không có. Trời ơi thiệt tình đó. Mà tại vì con tranh thủ lên diễn kiếm miếng quà cho sư đệ ăn Tết chứ có biết diễn gì đâu. Cảm ơn nha. Cảm ơn đại gia chào Nhân Hượng. Con chào sư phụ. Chào quý thầy. Chào thí chủ. Trời ơi, có sư phụ diễn gì nữa. Trời ơi, rớt rồi. Mà thôi, ra diễn, ra trận phải chiến đấu chứ. Thôi để quay lại diễn, đỡ cả đi, không có quà gì nữa đâu. Dạ, dạ. Chào khán giả nha, chào giả. Khán giả thấy con tè tu không? Tích chuyện là vậy nè. Kể nè, hồi sáng này nè, con đi chở tre, con chạy ba gác vậy nè. Chạy gác vậy nè. Thầy nè. Chạy gác vậy nè. Quẹo qua trái, quẹo qua phải, rồi bo hai bánh, đỡ xuống. Rồi chạy rồi. Bắt. Còn hai cánh không mắc cái đuôi luôn. Nát bấy luôn. Biết sao không? Cái áo nè, nó vớt xuống quắn vô cái qua lăng nó xe đó. Trời ơi, gỡ hoài không ra. Đằng sau sư đệ đang ngồi, đằng sau chở một đống luôn. Trời ơi, hên á,
hên á, bình tĩnh, không có buông tay ra. Nếu mà buông tay ra đó thì ngày nay năm sau mấy cái đám giỗ luôn. Rồi hên quá. Ở vậy cũng may là có tu á. Hôm qua nè, chặt tre chúng nhau, thầy với Phật tử lại chặt quá trời tre luôn, vô kéo ra, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 6, 7 người luôn đang kéo, tự nhiên buông tay ra, còn có mình con à, cây tre nó đẩy con lên trời, đập luôn. Trời ơi, rớt vô cái lù luôn. Hên á, chứ vớt ở bên cạnh á, nguyên cái đống đá luôn. Là bị điên đâu có diễn hài được đâu. Hên á, may là có tôi á, con bữa đi á, có khi đợi. Đã cái áo người ta quắn á, cái áo vậy nè, đó, quắn vô cái xe, ngồi gỡ hoài cũng được, kêu sư đại. Em qua bên nhà bên bển có cái cô gì á, em mượn cái kéo đi, cắt luôn đi, gỡ hoài cũng được. Nhà mượn. Ôi trời ơi, mượn cái kéo mà lấy cái cuốc làm chi? Đâu phải cái ruộng đâu mà cuốc. Mất kỳ thiệt tình, đi mượn cái kéo lại đi. Cũng nói một bữa đó, quý thầy ra chợ đi mua đồ, sư đệ đi theo, dặn lát em ra chợ em mua giùm anh lóc nước ngọt nha. Dạ, để em mua cho. Dặn đi dặn lại hoài, nhớ nha, nước ngọt nha, chứ không phải nước mắm như bữa đâu. Vậy mà đi ra chợ xong rồi vô đem lóc nước tương. Trời ơi, không biết tu cảnh giới nào á, thiệt tình. Bởi vậy, vậy mà sư phụ á thì nói á, mình là người xuất gia đi ra đường phải đi hai người, đặng đừng có cho cọp nó bắt. Với lại là có người làm chứng, hôm bữa nè, cách đây 2 tuần con có chạy xe tải vũ sư đệ đi theo ngồi kế bên, đặng đi lấy bông ở chợ Hoa Đầm Sen, người ta cúng dường, chạy đi vừa ra quốc lộ giao thông hỏi luôn hả, hỏi luôn là sư đệ ngồi trên xe nói trời ơi chết rồi, có nhiêu móc ra hết đi. Cái gì mà móc, mình là người xuất gia không có được làm vậy. Em có biết không, bồ câu cũng có con trắng con đen, đâu phải các bảy màu đâu. Thôi từ từ, để huynh, chuyện gì cũng để huynh. Trốn dạ má Phật, chào cán bộ. Dạ hả, con bị lỗi gì? Đường cấm á. Sao mấy năm trước con chạy xe lam đâu có cấm, giờ chạy xe tải cấm. Cấm à. Rồi vậy xin lỗi đi, vì rút kinh nghiệm. Hai đi ra. Dạ, giấy tờ hả? Có, mà đi lẹ quá, để ở chùa rồi. Giờ thôi biết lỗi, rút kinh nghiệm. Đi nha. Thiệt mà, có bằng lái xe lớn luôn á, bằng sơi bự luôn á, lái xe 25 tấn, xe này nhỏ xíu à, có chứ bộ. Người tu không có nói dối đâu, thiệt đó mà, trời ơi. Giam xe luôn hả? Giam xe chắc sư phụ cạo đầu luôn á. Thôi ở giấy tờ hả? Thôi vậy được rồi, để đi chạy về chùa lấy giấy tờ. Chùa Chuồng Pháp gần đây à, đi có 2 tiếng à. Không có, đâu có giỡn đâu, thiệt mà. Quên. Nếu mà giữ luôn sư đệ đi, nó mới xuống núi nó đâu biết gì đâu nha, giữ nó nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, là cảm ơn các bạn. Thấy chưa, từ từ, nói người ta cũng hả. Trời ơi, từ từ, thấy không,
đâu có mắt đâu. Rồi lên. Ủa, ủa đi đường nào vậy ta? Cán bộ cho con hỏi, bây giờ đi chợ bông đi đường nào vậy? À, chạy thẳng. À, quẹo phải. Thấy nhà hút tay hả? Thẳng luôn hả? Giờ quẹo trái. Gặp cái bùng binh hả? À, bo bùng binh luôn hả? Giờ lên cầu hả? Giờ bay qua cầu luôn hả? Không phải. Giờ quẹo phải hả? Thôi nghỉ luôn rồi. Mày nghỉ sao đi? Vậy cảm ơn. Ở vậy. Thôi diễn vậy được rồi. Có người nước ngoài ở đây nữa nè. Hello. Come on. National, right? Come in, can you tell me? Are you from? Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã theo dõi qua phần tự sự của thầy Tâm Chỉnh và sư đệ Tâm Hoàng đã đem đến khá nhiều tiếng cười cho quý vị. Và kính thưa quý vị, vào những dịp cuối năm, thông thường thì các ngôi chùa tất bật trong các việc, trong các khâu dọn dẹp và chuẩn bị để trang trí Tết. Có những ngôi chùa thì chỉ trang trí đơn giản, nhưng bên cạnh đó thì cũng có những ngôi chùa trong các khâu chuẩn bị và trang trí công phu hơn. Miễn sao tạo ra các thiết kế độc, mới, lạ để thu hút quý Phật tử cũng như khách tham quan. Và để đạt được những điều như ý muốn thì quý Thầy phải lo lắng, suy nghĩ và cố gắng làm sao để hoàn thành công việc trước khi bước sang năm mới. Và để gõ vấn đề này, xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu phẩm hài Mùa Xuân Hoằng Pháp, tác giả kim đạo diễn Thích Tâm Hạnh, với sự trình bày của diễn viên Tâm Hạnh, Tâm Thiện và Tâm Thao. Ây da, sao không thấy ai hết vậy ta? Ý, mà quên mất, chùa này mình chùa của mình mà ta, chùa mình tu ở đây nãy giờ mấy bao lâu rồi mà mình quên mất. Giờ đang giờ làm việc cái mọi người đang làm phía sau hết rồi. Có mình được sư phụ phân công ngồi trước giữa chùa thôi. Thôi chơi banh đũa đi cho nó đỡ buồn. Sao tự nhiên nó lạnh quá vậy ta? Bây giờ lông gà nó nổi lên luôn rồi. Thôi hát cái cho nó đỡ sợ đi nha. Na 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 na. Ý, thôi bài này không hay, đổi bài khác đi. Đi chăm bò cầm cái con đường to, cho con đi lấy cái đôi ta chồng con bò, bò đứng dậy đi ngay. Mất bò rồi, mất bò rồi. Mất con bò rồi sư huynh ơi. Con đâu? Bò mất rồi. Con bò nằm ở đây mất ở đâu? Con bò này ở trong mái. Còn con bò ở ngoài kia. Ý, không phải. Con trâu bò. Con trâu ở ngoài sân mất tiêu rồi. Trời, chuyến này sư huynh Tâm Hạnh về la chết luôn. Sư huynh không lo chịu lo giữ bò giữ trâu. Tối ngày chơi game không à. Con bò của mình đâu rồi ta? Có ai thấy con bò của mình đâu không? Chết rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Con bò đâu rồi? Sư huynh Tâm Hạnh sắp về tới rồi. Trời ơi, mất con bò rồi, mất con trâu rồi. Mất con trâu chưa rồi. Chưa có mất, chưa có mất. Mất con trâu rồi làm sao đây? Em giỡn với sư huynh thôi. Con trâu còn ngoài sân kìa, chưa mất. À, thấy được nó rồi. Ủa, cái đồ với ông à? Ây da, với ông à? Diễn đồ với ông à? Dám đồ với ông à? Mình diễn mà. Làm thiệt cái diễn gì đâu mà. Đâu có đau đâu. Thiệt nè. Thiệt là bực cái mình. Đúng là sư đệ, nó dám gạt mình. Thôi mình hát cái cho nó đỡ tức đi. Hát là bài cũ nha. Đi chân bò cầm cái gối thật to, bò không đi lấy cái gối ta cho con bò, bò đứng dậy đi ngay.
Quý vị thấy Tâm Thiện hát có hay không? Hát chung với Tâm Thiện nha. Đi chăn bò ngầm cái con đường to, bò con đi lấy cái con đường to, bò con đi ngay đi ngay. Trời ơi, cái gì mà chọt con bò? Cái gì mà chọt con bò? Con bò kệ nó chứ. Mắt mới về ở nhà giữa chùa mà còn chọt con bò làm chi? Sao em ác dữ vậy? Ồ, nghe cái tiếng như tiếng sét đánh ngang tai vậy đó. Trời ơi, nó dám nói xấu mình nữa. Sao giống cái tiếng sư huynh Tâm Hạnh của mình quá vậy ta? Phải sư huynh không ta? Ô kìa, sư huynh đâu rồi ta? Ô kìa, sư huynh, sư huynh! Sư đệ! Sư đệ! Đường biên giới còn quá xa, biết bao khó khăn vượt qua. Đường biên giới còn quá xa, biết bao khó khăn vượt qua. Ha 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 ha. Hình như vượt qua biên giới nãy giờ rồi á. Sư đệ. Sư huynh. Đệ, nghe huynh hỏi nè. Hỏi đi sư huynh. Sáng giờ ở chùa làm gì hả Thiện? Sáng giờ đệ đâu có làm gì đâu sư huynh. Em thấy anh đi chợ mệt không? Anh mua đồ về để làm chùa nè, mình làm mô hình nè. Em ngồi đi, em làm cái gì? Em không làm gì hết sư huynh, em ngồi em giữ chùa thôi đó. Sáng giờ em quét sân chưa? Em quét lá chưa? Nói anh nghe coi. Để em kể cho sư huynh nghe từ đầu tới cuối nè. Sáng nay em cầm cây chổi, em ra em đứng trước sân kìa nè. Đó, em thấy cái sân mình nó dơ quá, em tính quét rồi đó chứ. Nhưng mà em quét nghĩ nè, quét mà nó quét cho nó sạch đi, hồi lá rụng nó dơ lại, nó khỏi quét luôn. Không biết cười hay khóc nữa. Mọi người coi cười hay khóc nha. Được rồi, anh hỏi tiếp nè, sáng giờ em rửa chén chưa? Sáng giờ có ăn đi đâu rửa chén sư huynh. Câu này y quy vô cực rồi nha. Tức là chưa ăn không có chén rửa. Sao mà nó không ăn được? Có tin được không? Cái gì vậy sư huynh? Cái gì vậy sư huynh? Cái gì vậy sư huynh? Mọi người có tin được không? Trời, nghe cái gì trong đó đó? Có cần khám phá không mọi người? Cần không? Sao nghi ngờ quá à? Chờ chút, chờ chút. Có cái gì đâu mà sư huynh kiếm. Cái gì vậy Tâm Thiện? Cái gì em cũng không biết cái gì nữa sư huynh. Để anh coi cái gì coi. Anh cũng đói bụng lắm rồi đó. Thôi trả rồi em à. Rồi nha, trả lại hồi đừng đòi nữa nha. Nhưng mà trả sao còn có nửa cái vậy sư huynh? Giờ quay trở lại nè, hồi sáng giờ em đi chăn bò cái gì, cái gì? Chăn bò trong iPad. Toàn là ham game không à. Tiếc là suối mấy đứa bé đó, nó chơi game. Chăn bò gì có lợi ích gì không? Có không? Anh không phải là anh rầy em đâu. Nhưng mà anh vì cái tương lai, vì cái tương lai rực rỡ đằng trước. Anh nhìn xa lắm. Bây giờ anh hỏi em là Tâm Thao đâu rồi? Giờ sư huynh ngồi đi, em nói chuyện với sư huynh nè. Em sẽ cho sư huynh biết Tâm Thao đang làm cái gì. Tâm Thao nó đang leo thang, nó sửa điện đó sư huynh. Tâm Thao sửa điện. Đúng rồi đó sư huynh ơi. Trời ơi, ta nghe như sét đánh ngang tai. Nó đánh một cái vù. Cũng năm ấy Tâm Thao sửa điện, mình thì làm chung. Mình ngồi đó, lúc mà Tâm Thao bợ lên sợi dây điện, chuẩn bị gắn hai đầu điện lại với nhau, thì lúc đó mình ngồi thế rồi mình suy nghĩ xa xăm về cái tương lai vĩ đại của chúng ta. Cái đó mình bấm cách. Sư huynh đừng có lo,
sao hết đâu. Đâu phải lần đầu tiên Tâm Thao nó té đâu. Không phải lần đầu. Sự Huynh không nhớ cái lần trước hả? Cái lần trước đó. Lần nào? Cái lần trước đó, cái lần mà nó leo cây, nó cặt, nó cưa cây đó. Rồi sao? Sự Huynh cứ tưởng tượng đi, bữa đó em thấy nha. Em thấy nó leo lên cây. Leo lên nó cây. Cái hương, nó cầm cái cưa, nó cưa cây. Cái nhánh cây nè. Nó mọc ra đằng trước đi. Ừ, thì cưa thôi. Mình đứng ở trong. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Không, đứng ngoài nó cưa vô, đứng ngoài ngọn nó cưa vô đó. Ra ngọn cây cưa phía trong. Sự Huynh tưởng tượng chuyện gì sẽ ra nè. Sao em? Cọt kẹt. Cọt kẹt. Cọt kẹt. Nghe tiếng gì nữa Sư Huynh? Nghe tiếng gì? Nó té nữa kìa. Trời ơi. Trời ơi, Thảo ơi, Thảo ơi. Té đau mà còn cười chọc quê nữa. Trời ơi, bỏ cái mã tấu hay gì kìa. Cái cưa. Cái cưa hả? Trời ơi, sao té hoài vậy em? Té hoài kiểu này, người toàn là thẹo không à. Tâm Thao giỏi lắm á, quý vị. Tối ngày á, lo hàng sắt, cưa sắt, nói dây điện, đấu dây điện. Bây giờ á, si cà que, miệng thì lúc nào cũng cười hết á. Tưởng đâu là hoan hỷ, ai ngờ ngày xưa đấu dây điện nên lúc nào cũng cười đâu, em cười coi. Ngày xưa quyết tâm bỏ nghề đi tu, vô chùa gặp còn dữ hơn ngoài nữa. Ây da, em ơi, Tết nhất tới rồi đó em. Tết nhất tới mình cẩn thận nha. Tết tới rồi đó nghe, Tết tới rồi, Tết tới rồi. Tết tới rồi mọi người ơi. Nhưng mà Tết tới là đủ thứ chuyện đó nha, chứ không phải đâu. Hồi xưa mình còn nhỏ tuổi á, mình cứ mong Tết. Giờ lớn tuổi chút xíu à, nghe Tết tới là mệt mỏi lắm. Mệt lắm đó. Lo nhiều sẽ hâu sầu, lo nhiều sẽ bạc đầu. À, lo chứ sao không lo. Mấy thầy đây ai cũng lo hết á. Mấy em biết không, Tết tới á, mô hình Tết mình phải làm cho thật là đẹp, để Phật tử còn tới còn chiêm ngưỡng. Quá trời mô hình luôn. Mình phải suy nghĩ chứ. Anh suy nghĩ dữ lắm. Anh suy nghĩ làm sao mà giống như cái mô hình mà bên đây thì giống trên mặt trăng vậy, mà bên đây giống như sao hỏa, rồi bên đây giống như sao kim, rồi bên đây giống như là cái gì đó vĩ đại. Nhưng mà cuối cùng, giờ anh hỏi em nè, dưới trước cái cổng phụ đó, bây giờ mình treo mấy cái lá bồ đề, giờ làm sao? Em trả lời được không? Bây giờ đó mình tạo cái mẫu lá bồ đề, xong cái Phật tử người ta cùng góp công vô, người ta làm chung, dễ thôi. Không có dễ đâu. Rồi để em. Ủa, đơn giản vậy hả? Dạ, chứ mình rồi. Nghĩ phải là cái gì đó phức tạp lắm chứ. Mấy đứa này nó hay ta. Giờ mình suy nghĩ cái câu nào khó khó coi. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Đằng trước cái sân của mình sẽ làm một cái ruộng lúa. Và năm nay là năm gì quý vị? Đúng rồi, mình sẽ làm con trâu. Nhưng mà sư Huynh sợ là khi mà mình đúc cái tượng trâu á, sợ Tâm Hạnh làm xong nó sẽ ra cái con quái gì đó chứ không phải con trâu mọi người ơi. Giờ làm sao? Sư Huynh làm chỉ cho nó cực vậy. Mình đi nhờ Phật tử nè, đánh xe ra tiệm, rước con trâu về là xong thôi. Mà bây giờ em nói sư Huynh nè, sư Huynh muốn trâu lớn hay trâu nhỏ, trâu đực hay trâu cái, trâu con hay trâu mẹ nè. Em diễn tả cho sư Huynh thấy luôn nè. Cái con trâu to đó, nó bự giống em vậy nè. Con trâu nhỏ như Tâm Thao vậy đó. Khoan khoan, để anh coi coi, trâu bự là nó... Lấy cho anh một con trâu Tâm Thiện với một con trâu Tâm Thao đi. Ý là sư Huynh ơi, có gì nó sai sai rồi sư Huynh ơi. À quên lộn, lấy con trâu bự giống như Tâm Thiện và ốm như Tâm Thao vậy, con trâu mẹ con trâu con nha. Chịu không quý vị, chịu không? Bây giờ có một câu hỏi nữa. Mình suy nghĩ câu gì khó hơn coi. À, biết rồi. Mình sẽ làm một cái phố cổ Hội An đằng trước phòng mai. Mà phố cổ Hội An rất là to, hoành tráng như vậy. Mình sẽ biến nó to, hoành tráng, nhỏ lại bằng với kích cỡ đằng trước phòng mai. Đứa nào trả lời được? Dễ thôi, em nhờ Tâm Thao làm hết rồi. À, gì vậy? Em quên hả em? Em nhớ chưa em? Tự nhiên đánh cái quên luôn rồi. Còn nhớ chưa? Con nghĩ
Trời ơi, ăn hiếp. Thôi mà, lăng lỉ mà làm giùm sư huynh đi mà. Nhờ giả người ta mà đánh người ta như con vậy á. Đúng rồi, nhờ thôi giả mà, làm giùm sư huynh đi mà. Còn ít ra cũng có bánh sữa gì chứ. Rồi làm sao mà móc cái bánh ra, móc cái bánh trong kia ra. Nghĩ sao cùng tu với nhau mà đây nè, bự như vậy, con đây nhỏ như vậy. Thôi mà, làm giùm sư huynh đi mà. Thôi Thao. Thôi, thùng sữa đi. Ok luôn. Rồi, hợp tác. Ừ. Được đó, hai em hòa hợp vậy là anh vui đó. Bây giờ có một cái câu hỏi khó nữa nè, nhiều vấn đề của mô hình Tết lắm. Suy nghĩ câu gì cho khó coi. Hai đứa này mình trả lời được có nước mình đi bằng đầu luôn á. Còn một cái công đoạn cuối cùng của chùa mình, đó là mình sẽ đem rất là nhiều hoa tươi về. Mình sẽ trưng chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, vân 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 vân. Bây giờ á, trồng hoa thì không kịp, mà bây giờ á, mình tự đi mà đi mua đó thì có lẽ là rất là xa xôi và cũng không biết mua bao nhiêu cho đủ. Làm thế nào để giải cái bài toán rắc rối này đây, đứa nào trả lời được, ta đi bằng đầu luôn á. Dễ thôi, Phật tử người ta sẽ đem tới. Có đi bằng đầu không quý vị? Dễ thế à? Dạ đúng rồi. Tại vì sư huynh quá lo. Mọi chuyện em đã lo xong hết trơn rồi. 25 là lên tăng xá ăn Tết được rồi sư huynh ơi. Thiệt không à, thiệt không? Đúng rồi. Đúng rồi đó sư huynh, có gì đâu mà lo. Nhớ thùng sữa của em nha. Không, anh quên nữa rồi. Nghỉ chơi đi. À sư huynh ơi. Nhưng mà có chắc mọi người tới không? Dạ đúng rồi, Phật tử người ta tới, người ta phụ mô hình Tết kìa. Bây giờ mình ra đi sư huynh. Đâu, đâu, Phật tử tới đâu? Phật tử tới đâu? À, vô đây nè bà con ơi, vô đây. Vô đây bà con ơi. Trời ơi, bởi vậy năm hết Tết đến á, quý thầy và tất cả quý Phật tử sẽ cùng chung tay góp sức để tạo nên một mùa xuân hoàng pháp thật là tươi đẹp cho mấy chùa mình nha. Nhóm tiểu phẩm hài mùa xuân hoàng pháp của Tâm Hạnh, Tâm Thiện, Tâm Thao đến đây là kết thúc. Cuối năm cũ chúc mọi người an khang thịnh vượng. Đầu năm mới xin chúc mọi người phát tài phát lộc. Chúc mọi người từ đầu năm đến cuối năm đều vui vẻ hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, quý vị thấy tiểu phẩm hài vừa rồi có vui không ạ? Tiểu phẩm hài của chúng ta được mang đến tiếng cười cho quý vị trọn vẹn thì đòi hỏi các diễn viên của chúng ta hết sức là công phu, và đặc biệt là sư đệ Tâm Thao phải đặt tất cả các cái thuốc so bóp từ Hàn Quốc sau khi thực hiện tiểu phẩm này xong. Và kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì để có được những tiểu cảnh đẹp cho quý Phật tử cũng như quý quan khách về tham quan thì quý thầy rất là nhiều khổ công phải không ạ? Dành rất nhiều thời gian cho công việc chuẩn bị để đón Tết. Và có những năm con nhớ thì các công việc chuẩn bị và trang trí Tết đó sẽ đến những ngày cận Tết, có thể là 28, 29. Và năm nay may mắn là quý thầy được nghỉ học sớm hơn thì khâu chuẩn bị được sớm hơn. Và quý vị cũng thấy rằng trong các cả các tiểu cảnh của mình rất là đẹp, và hy vọng rằng tiểu cảnh của mình sẽ đón được 1 triệu khách trong năm nay. Vì chúng ta đã khai thác được 2 cây mai cổ thụ từ rừng U Minh Thượng và U Minh Hạ ở phía trước chánh điện của chúng ta. Như có gì đó sai sai, U Minh Thượng, U Minh Hạ như là tràm không à, lộn, vùng 7 núi ở Châu Đốc, An Giang. Kính thưa quý vị, và để không mất thời gian cho quý vị thì chúng ta thường nghe câu nói giận quá mất khôn. Vì khi giận chúng ta không làm chủ được lời nói và hành động của mình. Tự chúng ta biến sự việc từ nhỏ thành to, từ đơn giản thành phức tạp. Và đôi khi chúng ta quy kết vấn đề theo ý nghĩ chủ quan của mình, mặc dù chúng ta không biết được vấn đề đó thực hư đúng hay là sai. Và vì thế chúng ta đã không tạo cơ hội cho đối phương giải bày. Kết quả chúng ta đã gây đau khổ cho nhiều người khác
và cho chính mình, để nhắc nhở quý vị cẩn trọng trong việc ứng xử giao tiếp. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu phẩm hài Tại Thầy Nóng Quá, tác giả kiêm đạo diễn Thích Trần Tín, với sự góp mặt của các diễn viên Tâm Huệ, Tâm Triệu, Tâm Hóa và Tâm Hoàng. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay để cùng đến với tiết mục này. Tôi giao cái trách nhiệm cho thầy là phải chăm nom và uống nắng hai chúng này. Thầy nhớ nha. Mô Phật bạch thầy. Hai chú có nghe con căn dặn không? Dạ, con nghe. Hồi sáng á, hai chú này cãi giả lẫn nhau. Bây giờ á, thầy điều tra xem á, cái sự việc nó xảy ra thế nào. Hai cái rồi cho tôi bỏ. Mô Phật bạch thầy. Tôi diễn như vậy xong chưa? Phật trời ơi, phải show hết trơn rồi cụ ơi. Mình đang diễn thật chứ không phải tập giật đâu cụ ơi. Trời ơi. À quên, vậy bây giờ tôi diễn lại nha. Cụ diễn như vậy là xong rồi. Bây giờ đến lượt con diễn tiếp, mời cụ vào đi ạ. Dạ, không diễn lại nha. Con này cụ. Hết đã cụ diễn rồi. Mời cụ đi vào cho con nhà. Không diễn nữa thì vô. À nè, hồi nãy ban tổ chức có nói là ai diễn hay, mọi người cười nhiều quá thì tôi được phần thưởng. Vậy phần thưởng tôi đâu? Cụ diễn có hay đâu, có ai cười đâu mà đòi quá. Kìa, mọi người đã được cười kìa. Con rước cụ vào trong rồi nát để ra xong thì cụ ra nhận quà. Khổ lắm cơ. Chào quý tử. Thôi đã không rồi. Nửa dỗ cho nhiều nhiều nha. Tôi đi chào một nửa nha. Dạ. Trời ơi, có một cái đoạn thôi mà ông cụ cũng quên lên quên xuống hả? Ôi, bẻ xô hết trơn rồi. Da da nữa kìa. Con này cụ, cái cụ ra làm gì nữa? Tôi diễn còn thiếu một đoạn. Này cụ, như vậy là đủ rồi. Cho tôi diễn lại nha. Để tôi diễn thiếu á, chút sự vụ là tôi chết. Con này cụ. Cụ không có la cụ đâu. Trời ơi. Thôi, tôi năn nỉ mà cho tôi diễn lại. Trời ơi, con này cụ. Trời ơi. Hồi nãy á, tôi diễn thiếu, bây giờ tôi diễn lại cho đủ. Mong quý thử thông cảm nha. Năm cũ sắp hết, năm Tân Sửu sắp đến á, kính chúc quý tử gia đình được an vui hạnh phúc nha. Nhớ à, nhớ phải tu học Phật pháp cho được tinh tấn nha. Rồi bây giờ xong chưa hả? Tôi đã diễn xong rồi. Hả? Xong rồi, bây giờ tôi vô nha. Vô rồi, không có ra nữa nha. Vô thiệt à. Vô thiệt à.
Vô đi. Trời ơi. Để xô rồi. Trời ơi, con này cô luôn á. Mày làm gì vậy mày? Hả? Thôi. Hai chú ngồi xuống đi. Thôi đứng đi. Đứng đi. Đứng lên. Chứ đánh nhau mà ngồi cái gì? Mình tôi ngồi là được rồi. Hai chú đứng đó. Tôi chưa cho quỳ là thấy là từ bi rồi đó. Hay nhỉ? Thế hai chú đứng kiểu gì vậy? Người thì che đằng trước, người thì che đằng sau. Quần áo nó che hết thì còn gì nữa mà che? Tì ni sa di, oai nghi cảnh sách của các chú đâu? Đứng trước thầy mà không có oai nghi phép tắc gì hết. Chắp tay lên. Chú nữa. Chắp tay lên. Không có coi thầy là cái gì hết. Cái mặt cân cân cân. Cái vả này là không phải vả của chú đâu. Tới cái vả này là tôi sẽ... tôi lên. Chú... tôi chết cha, quên mất đoạn cái gì đâu. Bộ hai chú tính quậy nữa vậy không? Tao có quậy đâu. Tao có quậy đâu. Chùa là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh. Chứ có phải là trả búa hay là cái võ đài đâu. Mà các chú cãi nhau, đánh nhau úng tỏi như thế. Thiệt là quá lắm. Quá lắm. À chùa mà không có luật nghi gì hết. Không có kiêng lệ ra hết giáo à. Nó quên con mà. Chú Lâm. Dạ. Bây giờ chú nghe tôi hỏi đây. Dạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi. 23 tuổi. Chú xuất ra lâu chưa? Dạ, sắp nửa năm. Chú ăn gì mà người mỏng manh chứ vậy? Các con có phát nguyện khổ hạnh mà. Khổ hạnh? Tới tu họ khổ hạnh mà. Tốt. Chú khổ hạnh là tốt đấy. Dạ. Ngày chú ăn mấy bữa? Dạ. Ngày chú ăn mấy bữa? Là 3 bữa. Một bữa chú ăn mấy chén? Là 3 chén. Úi dồi. Chứ tôi khổ hạnh mà một ngày ăn 3 bữa. Một bữa ăn 3 chén. Là một ngày chú ăn 9 chén đó hả? Dạ dạ, có khi ăn 10 chén nữa. 9 chén mà khổ hạnh cái gì? Ngày tôi ăn có 2 bữa. 2 bữa? Bữa tôi ăn có 2 chén. Có 2 chén à? Mà cái thân thể tôi còn nhược như thế này. Chú này như thế này mà kêu tôi khổ hạnh. Bày đặt tu. Không ai nói tới mày nha mày. Chú. Dạ. Cho tôi hỏi. Dạ. Trước khi chú xuất gia thì chú làm cái nghề gì? Trước khi xuất gia con làm đủ thứ nghề kinh doanh không à. Nào là mua dưa chai nè. Buôn dưa hấu. Bán mã tấu. Mà là làm đầu gấu luôn. Nhưng con đâu có xấu đâu, đâu có xấu đâu. Tuy con không phải là giác ngộ, đau khổ mà đi tu. Nhưng rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Ba mất buồn quá, giác ngộ đi tu thôi mà. Xạo quá. Ôi trời ơi. Vậy chú còn làm nghề gì nữa không? Dạ, ở cái nhà con gần cái lò nhôm. Ở dưới cầu trà già. Nên con làm nghề trà nồi nhôm. Trà nồi nhôm đó. Trà nồi nhôm. Trà nồi nhôm. Có biết trà nồi nhôm không? Biết trà nồi nhôm mà. Trà nồi nhôm là cái nghề gì? Con cũng chả biết trà nồi nhôm là trà cái gì luôn. Chí Phật tử có biết trà nồi nhôm là cái nghề gì? Trà nồi nhôm đó. Trà nồi nhôm là chôm đồ nhà. Nó đó, trời ơi, bởi vậy nó đó mà không
người ta không hiểu gì hết. Bởi vậy vô khám, ra khám, vô tù, ra tù, vô trại, ra trại. Thảo nào. Như đi du lịch vậy đó. Đi ra, đi vào, đi ra, đi vào. Rồi thiếu ăn thì người nó mới gầy như thế này. Chứ ở đó mà khổ hạnh cái gì. Trời ơi, vậy mà nói tu khổ hạnh mà vẫn đi còn khen nữa chứ. Trời ơi. Không, được rồi. Bây giờ chú trình bày lại cho tôi ấy, cái sự việc mà hồi sáng xảy ra thứ hai chú như thế nào để tôi biết đường tôi phân xử. Dạ dạ mô Phật. Hồi sáng này á, sau khi con lao chánh điện xong con đi về phòng, con đi vô phòng, con thấy cái hũ mực á, trên bàn nó bị đổ. Con thấy thằng nhóc này nó bước ra. Trước mặt tôi chú phải ăn nói cho nghiêm túc nghiêm túc chưa? Dạ. Chú có biết cách xưng hô với người trên kẻ dưới là như thế nào không? Dạ con biết mà. Biết sao đâu, chú nói tôi nghe. Dạ dạ, lớn lớn như con là huynh, nhỏ nhỏ như này là đệ. Rồi. Dạ. Tiếp tục trình bày. Dạ. Thì sao con, khi con bước vô phòng thì con thấy cái thằng đệ này. Chú này anh nói hàm hồ đó rồi. Đệ nè, đệ sau này thằng đệ. Dạ, cho con không gọi là đệ thì phải gọi là chú. Dạ, nghe chưa? Dạ, xin lỗi. Sao khi con bước vô phòng, con thấy cái chú này đi ra. Rồi con bắt chú lại hỏi chuyện. Rồi hỏi có làm đổ cái hậu mật không? Nó đứng nó cười không à. Nó không có nói gì, nó chối cãi quanh co chối cãi. Lúc đó con nhìn trên bàn, con thấy cái hậu mật á bị đổ ra. Ướt hết mấy con sách, ướt nhem, ướt nhẹp. Trời ơi, tức quá, tán một cái. Chú nóng nảy như mày này không được. Dạ. Chưa gì đã gây chiến rồi. Dạ. Phải từ từ. Dạ, dạ nhưng, nó lùng quá, con đánh không có trúng. Rồi xong rồi, con đâu có chịu hô. Con giơ cái chân lên nè, con đá quẹt cái. Chú lại bậy nữa rồi. Chú có biết là chú đá như vậy, chú chơi đòn như vậy thì chết người ta thì còn gì. Dạ, trời dạ nhưng ơi. Dạ nhưng Nắm cái giò con nó xô con hật mạnh, lăn chêu 2-3 vòng muốn chết luôn á. Nhưng mà hên không cái sao hết á. Đáng đời. Ai bảo lớn anh hiếp nhỏ. Đáng đời, cái này gọi là chơi ngu đó thầy. Mày nói ra. Nói mày. Mày hả? Tội nghiệp không? Thế té có đầu không? Chạy một chút, mớp cái chảo. Thôi được. Không bể đầu là tốt rồi. Chú cứ trình bày đi. Lúc đó máu nóng trong người con sôi. Thôi. Nói ngắn gọn thôi. Không cần phải văn chương lúc này. Dạ dạ. Chú cứ nói giận quá là tôi hiểu rồi. Dạ dạ, giận quá. Khỏi dạ. Cần phải nói xối sụt sụt gì cả. Dạ dạ dạ. Lúc đó con nóng quá. Con quơ chiếc dép. Con phang. Phang luôn. Tức quá mà. Phang luôn chứ sao. Phang luôn. Trời ơi, đúng nè. Lớn đánh nhỏ. Không lại á. Bị nhỏ cho đó đất. Chẳng cho u đầu. Thầy con chẳng một cái gì u. Thầy thấy không kìa thầy. Con chơi chân, con chơi tay không được. Con phải chơi chân chứ. Chơi chân không được con phang luôn chứ. Thế sao bây giờ. Thôi được rồi. Chú cầm đỡ cái loại dầu cù là này. Chú xoa lên chén. À quên. Vừa nãy để trên phòng. Trời ơi làm mừng hộp. Trời ơi. Cái con mô Phật con này cũng lại hay. Không có chi. Thương người như thể thương thân. Chú đau cũng như tôi đau. Tiếc chi chú chút dầu. Thôi chú trình bày tiếp đi. Lúc con khoan dép chứ chụp được con dép con. Chụp con dép con. Rồi nhắm vô thẳng vô đầu con. Khoan con. Thầy thấy không? Trúng cái đầu bầm tím luôn kìa. Thầy thấy không? Nghe. Đây, đau mà, bầm tím, đau. Coi, chơi ngu không? Lỡ khoan, trúng con mắt, lòi con mắt, sao tụng kinh?
Trời ơi. Tội nghiệp không? Lớn đánh nhỏ không lại á, bị nhỏ cho đo đất, chẳng cho ú đầu. Yeah. Thôi được rồi, cái việc của chú như vậy là tạm được. Yeah. Bây giờ đến lượt chú Ly. Chú cứ thật thà mà khai báo, có sao nói vậy, bất tăng bất giảm. Có sao nói vậy nha mày. Bây giờ là chú nghe tôi hỏi đây, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, thưa thầy, năm nay con vừa tròn đôi mươi. Chú xuất ra lâu chưa? Dạ, con được 2 tháng rồi ạ. Sao thấy, tôi thấy chú chiều cao khiêm tốn này. Dạ, thưa thầy, khiêm tốn như vậy cho nó đỡ tốn vải thầy ạ. Chú tính cà khịa tôi hả? Dạ, con đâu có cà khịa thầy. Thế chú nói chiều cao khiêm tốn là đỡ tốn vải. Thế tôi cao thế này là tôi tốn vải hả? Đó. Chú chừa đi nghe chưa? Nói không có ý đó đâu. Khiêm tốn như vậy nó đỡ tốn vải. Với lại để cho mấy cái người mà cao cao á, họ đánh không có trúng. Mình nói cái gì hả? Thầy thấy lùn có lợi không ạ? Có lợi đấy, thấy là lùn có lợi đấy. Mày hên thôi. Thôi được rồi, bây giờ là chú trình bày này cái sự việc lúc sáng giữa chú với lại cái chú Lâm này cho tôi nghe, tôi biết đường tôi phân xử. Dạ, thưa thầy, sáng nay á, khi con vào phòng chú Lâm á, thì con đã thấy cái lọ mực nó đã đổ sẵn ở trên bàn rồi ạ. Tại sao chú ở phòng người ta? Dạ, con đem trả cuốn truyện. Chuyện gì? Dạ, đó là cuốn Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy. Dạ, lúc mà chú Lâm vào phòng á, chú thấy lọ mực nó đổ, rồi chú có kêu con lại hỏi. Con thì thật thà trình bày đầu đuôi cho chú nghe, nhưng mà chú không có tin, cứ mực mực khăng khăng đổ lỗi cho con, rồi còn đánh con nữa. Thầy thấy đó. Mình thì mày xạo quá, mày xạo quá. Im lặng đi chú. Chú. Dạ. Chú đọc hết cuốn Chiến tranh và Hòa bình chưa? Con đọc rồi mà, con cho nó mượn đó. Vậy mà làm ước luôn. Vậy mà hai chú này không hòa bình còn gây chiến tranh nữa. Thế đọc sách như vậy thì có lợi ích gì? Dạ thầy, con cũng hòa bình lắm chứ. Nhưng mà tại vì cái chú Lâm này, chú gây chiến trước, bắt buộc con phải tự vệ. Dù sao cuộc chiến tranh vệ quốc của con vẫn là chính nghĩa, đúng không ạ? Ui giời ơi, hai người đánh nhau á mà kêu là vệ quốc, vệ cái con khỉ mốc á, vệ cái thân chú còn không xong nữa, ở đó mà bày đặt vệ mê trời quốc. Thế chú có biết nguyên do đâu mà lọ mực đổ không? Dạ không. Lẽ ra á, dạ, chú Lâm chú đánh chú, chú phải lên trình bày này với thầy. Tại sao chú đánh lại như thế? Dạ, con có đánh đâu, con chỉ đỡ thôi hả? Nếu mà thật tâm con đánh đó hả, thì mày không còn một cái răng ăn cháo nghe chưa? Cái gì hả? Mày nói cái gì hả? Nó đòi đánh con rồi thầy. Chú nóng nảy như vậy là không được. Chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ. Mà có chừng tao đó. Chú, lần sau tôi cấm chú không được ăn nói hỗn náo như vậy nghe chưa. Dù sao chú Lâm với chú cũng là sư huynh của chú, mình phải tỏ thái độ kính trọng mới được. Bây giờ chú trả lời thật cho tôi biết, có phải chú biết võ không? Dạ, thưa thầy, con biết được chút xíu. Võ gì? Dạ, đó là... Ôi trời ơi! Chúng mày biết gì mà? Ôi trời ơi! Có gì đâu. Con đang giới thiệu, đây là Võ Thiếu Lâm, tự... Chứ cho nó quỳ luôn đi thầy. Ôi trời ơi!
chú có biết là tôi bị bệnh tim không? Dạ thưa thầy. Chú mà quát mạnh thêm một tí nữa là tôi nằm xuống đây đó. Con xin lỗi thầy. Trời ơi. Con làm thầy giật mình đây rồi. Đây nữa nè. Bên kia hả? Khỏi xin lỗi. Thế tại sao á, khi chú vào chùa thì chú không kê khai lý lịch trích ngang để cho người ta biết, người ta còn đề phòng? Tại vì con thấy nó không cần thiết. Tôi thấy là cần thiết rồi đó. Thế chú nói chú không nằm đổ lọ mực. Vậy thì ai nằm đổ? Dạ. Trong khi là chỉ có một mình chú vào phòng người ta. Thật sự con cũng không biết như thế nào luôn ạ. Vô lý quá. Vô lý. Chú xuất gia rồi mà còn nói dối. Dạ. Thầy, con xin thề với thầy, nếu mà thật sự mà con nói dối đó hả, phải bây giờ cho quỷ sứ nó bắt hồn con ngay đi. Thôi thôi thôi, bỏ tay xuống đi. Thề bê thốt cái gì? Quỷ sứ đến mắt chú không lại, lại bị chú cho đo đất. Mất công tôi xử thêm vụ nữa à? Chú có biết rằng đó, cái người phạm lỗi mà biết nhận lỗi là người có sức mạnh không? Dạ. Thầy, trong vấn đề này con đâu có phạm lỗi, mà thầy bắt con phải nhận là con không có chịu rồi nha. Thế chú có biết thế nào là nhẫn nhục không? Dạ con biết. Biết sao đâu, chú nói tôi nghe thử coi. Nhẫn á, là điều giàu có họ nói không. Hay. Không nói có, mặc tình ai thiêu dệt. Con quyết tu thì chi chi nhịn hết. Nhìn nhìn hoài, nhìn nhìn mãi con ơi. Chẳng phải là nhìn có 3 lần thôi, mà nhìn mãi đến khi thành chánh giác. Đúng không thầy? Giỏi. Thuộc lòng như chú là rất tốt đó. Tuy nhiên á, tôi nói cho chú biết, người tu á, quý ở cái chỗ thực hành đúng, chứ không ai chuộng cái nỗi học thuộc lòng như vẹt cái chú đâu. Từ nay giờ đi á, tôi cấm chú không được sử dụng võ nghệ nữa, ra chưa? Có cái chuyện gì á, oan ức, chú cứ lên gặp tôi sẽ giải quyết. Lần sau chú mà còn gây lộn mà đánh nhau nữa, tôi phạt á, chú quỳ á, cây nhang nửa thước. Nghe chú nghe rõ chưa? Cho 1 thước luôn đi thầy. Cho chú 2 thước đi thầy. Còn chú nữa, dù gì chú cũng là sư huynh, chú phải làm sao để cho sư đệ kính trọng mình. Chưa gì mà chú đã gây chiến rồi. Chú có biết đó, trong cái vấn đề này chú có 2 điểm đáng trách không? Thứ nhất đó, chú xài lọ mực xong mà không đậy nắp lại cẩn thận. Cái thứ hai á, chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao á mà chú đã vội đánh người. Chứ giả sử nếu như mà chú làm xong á, chú đậy nắp lọ mực cẩn thận, giả sử nếu mà lọ mực có đổ á thì cũng đâu chảy ra ngoài. Mà nếu mực không có chảy ra ngoài á thì đâu có xảy ra cái chuyện xô xát giữa hai chú. Chú đã thấy rõ được cái sự nguy hại của cái sự bất cẩn chưa? Còn có lọ mực nó đổ á thì có thể nó do nhiều nguyên nhân, chứ đâu có thể gắn ép một cách không có căn cứ cho chú ly này được. Nếu mà chú tận mắt chú nhìn thấy, chú chối á thì mình có quyền la mắng hoặc là bắt đền. Đằng này chú chỉ thấy chú ly từ phòng chú đi ra, rồi chú thích đổ thừa cho người ta như thế là không được. Toàn họ đổ tên thừa không. Còn cái lọ mực nó đổ á, có thể do một con mèo hay là một con chuột nó chạy ngang qua rồi nó làm đổ rồi sao? Làm gì có. Cho nên á, bất cứ một việc gì mình phải tìm hiểu thật rõ ngọn nguồn rồi mới đưa đến kết luận. Nóng nảy ấy, chỉ đi đến sự thất bại lớn nào.
và hậu quả là không thể lường được. Chú nghe rõ chưa? Dạ. Chú đã thấy từ trước đến giờ tôi nóng nảy việc gì chưa? Dạ chưa. Tại sao chú không noi gương đó mà học tập? Mốt học theo thầy. Lần sau á, chú mà còn nộn xộn á, còn gây sự mà đánh người á, tôi phạt chú quỳ cây nhang một thước. Thằng nó nửa hước mà còn hước lặng, thật kỳ vậy. Chú lớn hay chú này lớn? Con lớn mà. Lớn rồi gấp đôi. Mà thật chưa phát được, ai cũng bình đẳng mà, sao lại sự kỳ vậy? Một thước mốt. Thầy ép con mà. Một thước hai. Trời ơi. Thước ba. Dạ. Càng nói càng tăng. Cho lên thước năm thầy. Cho chính thầy quan hỷ cho con lại hước. Ô, thế chú này còn mặc cả với cả thầy nữa à? Thước rồi. Quân tử nhất ngôn, không nói đi nói lại. Sao? Hai chú thấy tôi xử như vậy được chưa? Còn chú nào có muốn thắc mắc hay là chưa đồng ý thì các chú cứ nói. Được rồi đúng không? Dạ. Vậy thì vẫn giữ im nửa thước nha. Còn bên này này cứ thế mà tăng lên nha. Mà hớt mà. Con nhớ luôn, con nhớ con hớt à. Thôi được rồi. Cho phép hai chú giải tán. Dạ. Cái gì nữa? Ngồi đây, dạ mô Phật. Sẵn hôm nay có thầy ở đây, con cũng xin bạch thầy một chuyện. Thầy quan hỷ cho con. Được, chú cứ trình bày đi. Dạ, con cũng là kẻ sinh sao đẻ muộn, hậu sinh khả ố. Cái gì? Hậu sinh khả ố. Hậu sinh khả ố hả? Dạ ố. Hậu sinh khả ố. Rốt mà cần bày đặt sổ chữ nho. Ố cái gì mà ố? Úi. Hậu sinh khả úy. Thằng này nó chép cho con mà. Hậu mà. Cái gì? Người ta chép là hậu sinh khả úy. Đúng rồi. Người ta chép là hậu sinh khả úy. Mà chơi tao hả mày? Hậu sinh khả úy. Dạ, chú nghe rõ chưa? Dạ nghe. Rồi chú trình bày tiếp đi. Dạ. Mô Phật bà thầy. Tuổi đời, tuổi đạo con không có nhiều so với giờ Phật Pháp, so với thầy con cũng không bằng. Thì nay sẵn có thầy ở đây, con xin trình bày thầy một việc. Thì trước khi con trình bày, thầy cho con biết là con có bị phạm giới không? Dạ. Được, chú cứ trình bày đi. Dạ mô Phật. Dạ thì tối. Sáng chắc ăn nhầm cái món câu rồi. Mày im đi mày. Tối hôm qua con gái ôm con. Úi trời ơi. Chú như vậy là tôi hiểu rõ chú rồi. Dạ như chú để cho gái ôm như vậy nó quá lắm rồi. Dạ hương. Quá lắm rồi. Dạ hương. Thầy vậy là phạm giới rồi thầy. Phạm giới rồi. Dạ. Không có giả mới thưa gì cả. Ơi. Chú có biết tăng là gì không? Biết tăng mà. Tăng là gì? Tăng, chú tăng nói giảm. Tôi nghe thử coi. Tăng giảm. Ơi lộn. Trời ơi là trời. Tăng là thanh tịnh, thanh tịnh. Tại trời sao ơi. Chú lại để cái trò bất chánh xảy ra nơi cửa thiền? Con đâu có. Nhưng mà có. Không có nhưng mới nhị gì cả. Tại sao đêm khuya thanh vắng chú dắt gái vô phòng làm gì? Dắt gái vô phòng đâu? Náo. Có giác đâu. Náo. Chú có làm như chú đẹp trai nhất chuồng Pháp không bằng ấy. Xoay lại dung nhan của mình đi. Làm sao mà đẹp trai không mà các cô này phải mò vào phòng chú nước nửa đêm. Con hài luôn á. Có giác đâu. Không có thề với thốt gì cả. Chú đừng có hỏng nguy biện với tôi. Chú không có tình ý thì ai mở cửa cho người ta vào phòng nước nửa đêm? Con đâu có mở đâu, mở cửa gì đâu. Chú đừng có loanh quanh nắm lời. Chẳng nhẽ tiên ở trên trời thì bay xuống phòng chú à? Mà giả sử thì có đúng như thế thì tại sao chú không la lên để cho người ta ôm như thế?
rõ nè, giấu đầu loài đuôi. Dạ, khi con gái ôm con thì con mới tỉnh giật mình, tỉnh giấc mới biết anh nằm mơ. Trời ơi, vậy mà từ nãy đến giờ chú không nói sớm. Dạ, tại thầy nóng quá mà. Tôi nóng rồi hả? Đó, nóng quá mà. Tại thầy nóng quá. Như vậy là nóng đó. Nóng quá, thầy đúng ơi. Rồi, nóng quá. Đâu có cho ai nói đâu mà nói. Trời hình ơi. Như là tôi cũng thấy nóng thiệt đó. Đó, nóng rồi, tôi đứng dậy chào khán giả đi. Và kính thưa hội chúng, theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, hàng năm Tết Táo Quân sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp. Mọi nhà sẽ đưa tiễn ông Táo lên chầu trời vì mọi người rất kính trọng Táo Quân. Ngoài việc chăm sóc bếp núc, mà còn có công trong việc theo dõi và ghi chép mọi hoạt động của con người tốt xấu để trình lên Ngọc Hoàng. Và trong chương trình tối hôm nay, chúng ta có một tiết mục tiểu phẩm hài Táo Quân. Và không biết là Táo Quân của chúng ta ngày hôm nay sẽ trình lên Ngọc Hoàng những gì. Sau đây xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng theo dõi tiểu phẩm hài Táo Quân do nhóm Phật tử Chùa Hoằng Pháp trình diễn. Chưa thấy Táo nào lên đây chán ha. Cho em hỏi... các Phật tử ở dưới có thấy cái Táo nhà em đâu không ạ? Chết. Hình như mà em quên giới thiệu với mọi người em là ai à? Em xin tự giới thiệu. Em ở đâu có chuyện là ở có, đó có Tám. Em xin tự giới thiệu em là Táo Tám. Táo Tám. Tiếp mục này xong tiếp mục của ai? Thôi, Và bẩm Ngọc Hoàng, có chuyện gì ạ? Nhưng lúc nãy kêu cảnh báo, nhân dịp cuối năm hãy vô bẩm kiếm cho mình cuối năm chúng ta biết. Bình thường. Dạ, Ngọc Hoàng chờ em 1 phút 30 giây, em gọi cho cái Táo này ngay. Alo, cái Táo hả? Ừ, cái Táo đi đến đâu rồi? Sao? Đang kẹt xe ở Cộng Hòa. Ừ, đi nhanh lên nhé. Đi nhanh lên. Ở sao rồi? Dạ Ngọc Hoàng, cái Táo đang bị kẹt xe. Tết nhất này ta. Kẹt xe dữ lắm, Ngọc Hoàng có biết không? Rồi lẹ đi giúp ta lẹ lên, trễ lắm rồi. Vâng, Ngọc Hoàng cứ từ từ, bảo rồi chuyện gì cứ từ từ. Chờ em ra kia em gọi cái Táo vào ngay. Lẹ lên. Dạ. Trời ơi, làm cái gì vậy? Dạ bấm Ngọc Hoàng. Gãy chân ta rồi. Dạ gãy chân, chân Ngọc Hoàng có gì đâu mà gãy. Ngọc Hoàng còn trẻ mà, có Táo làm cơm xin vào chầu kiến. Rồi cho Táo làm cơm vào, bấm với ta. Dạ. Mời Táo làm cơm vào. Táo làm cơm xin bái kiến Ngọc Hoàng ạ. Bình thân. Ta Ngọc Hoàng. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, ngày mai là ngày các Táo lên chầu trời. Vậy không biết Ngọc Hoàng định đãi các Táo món gì vậy Ngọc Hoàng? Hãy làm cho ta 10 mâm chay và 5.000 hộp cơm. Có được không? Dạ được. Nhưng mà một mình thần làm chắc không kịp. Hay là Ngọc Hoàng cho Táo nào làm phụ thần với ạ? Được, ngươi cứ kêu ai giúp được thì ngươi cứ kêu nhanh lên cho ta đấy. Dạ. Nếu mà không được thì ta sẽ tỉ thỏi ngươi đấy. Dạ. Rồi ngươi đi đi làm cho ta lẻ lên. Vâng thưa Ngọc Hoàng. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ? 10 mâm cơm chảy với 5.000 hộp cơm. Một mình thì làm sao mà làm kịp bây giờ? Tìm ai đây bây giờ? Làm sao đây? Quyện. Cái gì như vậy? Ây da. Táo làm cơm, Táo làm cơm đi đâu đó? À, có việc này cho Táo làm cơm nhờ chút. Ngọc Hoàng kêu làm cơm, làm tới 10 mâm cơm chay với 5.000 hộp cơm. Một mình tôi làm chắc không xuể. Táo Thiên Lôi phụ giúp một tay nhá. Thôi ta lên gặp Ngọc Hoàng có việc tí, ta không phụ giúp được đâu. Có gì mà không phụ giúp được, mặc kệ Ngọc Hoàng đi phụ giúp tôi làm cơm nhanh nhanh. Thôi thôi, ta phải gặp Ngọc Hoàng tí. Gì vậy trời? Tiếng gì đấy nhỉ? Xin lỗi, ta có điện thoại. Nghe ké đi coi, không biết đang nói cái gì. Hả? Ngọc Hoàng? Dạ Ngọc Hoàng, con nghe ạ.
Dạ dạ dạ, con xuống liền, con xuống liền. Dạ dạ dạ. Ta phải đi xuống gặp Ngọc Hoàng rồi, ta không giúp được đâu. Ây thôi, mặc kệ Ngọc Hoàng, xuống muộn một chút không sao đâu, đi làm thôi, cơm thôi, thôi. Bọn cô biết đang hành hành, ta phải đi xuống gặp Ngọc Hoàng. Thôi đi mà đi làm cơm. Đi làm cơm. Ây da, cái đồ quỷ sứ. Nhờ không được rồi, giờ tìm ai bây giờ ta? Thật là. À, hay là mình đi tìm giáo giữ đồ. Nhân tiện, xin bộ đồ mới, Tết đến rồi. Ây da. Táo giữ đồ ơi, táo giữ đồ. Táo giữ đồ ơi. Người đâu rồi? Ây, táo giữ đồ, lâu lắm rồi mới gặp thì táo giữ đồ nhỉ? Ờ, 10 năm rồi chưa gặp nè. Đúng rồi, có 15. Nhân tiện đây thì táo giữ đồ cho có bộ đồ nào đẹp đẹp không? Cho mình xin một bộ chứ, 15 rồi chẳng được thay bộ nào mới hết ạ. Ôi trời ơi, có chứ. Đâu, bộ nào cho xem cái coi. À, hay là bộ này được này. Bộ này cũng đẹp đó, cho mượn đi. Cho mượn đi nào, trời trời ơi. 15 rồi chưa được thay bộ đồ ấy chứ. Khổ ghê. Ây da, ha, Tết này mình có bộ đồ mới. Chết cha, còn làm cơm nữa chứ. Ây, tao giúp đồ. Ngọc Hoàng kêu làm 10 mâm cơm chay với 5.000 hộp cơm. Một người thì làm không hết. Thôi thì tao giữ đồ, cứ để công việc ở đấy, đi làm cơm phụ nhá. Ôi thôi, tôi có thôi, việc đi rồi. Mà. Ôi thôi. Đi mà. Thôi mà. Đi mà, trời ơi. Ủa, cái gì thế? À thôi, đằng nào tôi cũng giữ đồ cho. Thôi cứ để đồ đấy, đi, đi làm cơm. Thôi thôi. Trời ơi, đi, thôi, chẳng mấy khi lăn đi. Xuống chung nha thôi, bye bye bà. Này, nha. Này, trời ạ, toàn cái đồ âm binh. Nhờ chẳng ai giúp mình gì hết. Làm sao bây giờ? Thôi, mặc kệ đi. Một mình cũng cố gắng làm, đi làm cơm. Ngày hôm sau. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mâm cơm mình đã làm xong rồi. Giờ chỉ còn có 5.000 hộp cơm nữa xong. Hay. Thôi, mình đi vào làm cơm tiếp. À, táo ăn trực. Ai cho ăn vụng cơm, mâm cơm phải làm vậy hả? Táo quá đáng lắm luôn à. Tôi ăn hồi nào? Mồm vẫn còn đang nhai kìa, tay thì bẩn, đầy dầu, quần áo thì lấm lem. Nghĩ sao vậy? Ai cho ăn mâm cơm tôi làm hả? Tôi không có. Có. Không có. Có. Không có. Đấy, vừa thấy ăn xong, có là có. Tôi không có. Có. Học cái đủ chứ. Táo tám ơi, phân giải cho tôi vụ này. Bây giờ nhá, 10 mâm cơm tôi vừa mới làm xong. Để đại các táo, bây giờ táo ăn trực, ăn mất rồi. Lấy đâu ra để đại các táo đấy? Đó đó, nhìn cái tay. Táo nhìn kìa, tôi cái gì? Nhìn kìa. Sao ông lại ăn trước? Tôi nào có ăn? Có. Không có? Có. Không. Có. Không có. Có. Tôi thấy có ăn mà. Có. Không có. Có. Không. Có. Không. Cái chuyện gì thế? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, chuyện là thế này. Để ta kéo cái áo xem có tồn hoài không biết. Rồi nói đi. Chuyện như vậy nè, đây nè. Cái gì ta không có nghe được gì ta... Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chuyện là thế này, để thần nói. Thần làm 10 mâm cơm chay giống như Ngọc Hoàng nói. Vậy mà táo ăn trực mất của thần rồi. Bây giờ thần không đủ 10 món, cũng không để có cái gì để đáo các táo. Bây giờ Ngọc Hoàng phân xử cho thần. Dạ Ngọc Hoàng, thằng không có ăn à Ngọc Hoàng, quen cho thằng. Có ăn. Không có. Có. Không. Để ta coi. Còn ngươi không ăn sao tay chân ngươi giọng rồi miệng mồm dính tùm lum hết trơn vậy? Dạ bẩm Ngọc Hoàng là hôm qua thằng phụ cho táo làm cơm nấu đồ ăn đó thằng. Có. Đã nói không phụ là không phụ. Im lặng. Dạ. Còn ngươi có ăn không mà sao cái miệng còn nhép nhép kìa? Dạ bẩm Ngọc Hoàng thằng không có ăn ạ. À. Có ăn không? Dạ Ngọc Hoàng thằng có ạ. À. Thằng biết tội rồi. Mong Ngọc Hoàng tha tội cho thằng ạ. À. Thôi tội của ngươi thì để ta tính sau đi. Táo tám, người hãy cho chuyện các táo vào gặp ta. Dạ, được Ngọc Hoàng. Người mời các táo còn lại dạ, vào chờ. Dạ, cảm ơn Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân ta ơn Ngọc Hoàng. Táo phát cơm người hãy, năm nay người đã phát được bao nhiêu ngàn hộp cơm người hãy nói cho ta biết. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, trong năm vừa qua phát
rất nhiều hộp cơm. Mọi người rất vui và hoan hỷ. Tên tao họ Càng Bẩm. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng. Con là Táo Hậu Cần, con xin phép được tâu về tình hình hạ giới trong một năm sau. Một năm vừa qua, có nhiều biến cố đã diễn ra do đại dịch Covid xuất hiện, khiến nhiều người mắc bệnh, thương vong vô số. Mặc dù xuất hiện từ Trung Quốc đại lục và lan sang các nước khác như Italy, Anh, Pháp, làm sụp đổ cả một hệ thống y tế lớn của các nước cường quốc, trong đó Mỹ. Tuy nhiên cũng có một số nước trở thành biểu tượng của chống dịch Covid như là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore. Nhưng nhìn chung diễn biến của các đợt dịch theo từng thời điểm vô cùng thất thường, khiến cho các quốc gia tiêu biểu trên nhiều phen điêu đứng. Chỉ có duy nhất Việt Nam chúng ta giữ vững được phong độ trong khi tình hình dịch các nước khác suy sụp về mọi mặt. Tuy rằng nhiều lúc cũng có sự gia tăng về ca mắc, nhưng nhờ sự quyết tâm của những nhà lãnh đạo Việt Nam đã khiến cho mọi thứ vô cùng trở nên tươi đẹp hơn. Ví dụ của thằng xuống hạ giới cùng các táo chung tay dập dịch, cứu trợ bão lũ miền Trung đã góp phần không nhỏ giúp đỡ người dân vượt qua được khốn khó. Nhưng suy cho cùng, trách nhiệm của thằng nhiều khi thằng làm cũng chưa tới, cho nên xin Ngọc Hoàng tha tội. Được rồi, thế là tốt rồi, đúng không? Tạ ơn Ngọc Hoàng. Rồi tới tao tám còn việc gì nữa không, báo hết cho ta. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ thần hết rồi ạ. Năm mới. Còn tao ăn chụp thì sao? Năm nay ngươi ăn được bao nhiêu chỗ rồi? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần thì cũng lâu lâu thỉnh thoảng giúp được một vài nhà nấu ăn này nọ Ngọc Hoàng. Hỏi ngươi ăn chụp ở đâu rồi? Dạ khắp nhà, thần làm phụ trong bếp núc. Thôi nói dốc quá. Có làm đâu, có phụ có đâu. Có làm cái gì không biết nữa. Thôi. Dạ. Rồi ngươi nói tiếp đi. Dạ hết rồi ạ. Vậy thôi ngươi đứng lên. Dạ, cảm ơn Ngọc Hoàng. Nhân dịp cuối năm Tân Sửu đã đến và năm Tý đã qua, ta kính chúc cho quý thầy và quý Phật tử được một năm an khang thịnh vượng và an lạc. Chúc mừng năm mới. Vâng, và tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình văn nghệ Tiếng Cười Nơi Cửa Chùa. Và trước khi tạm biệt, xin mời quý vị cùng chào đón các diễn viên của chúng ta một lần nữa. Xin mời các diễn viên bước ra sân khấu để chúng ta cùng đón nhận các phần quà từ phía ban tổ chức. Và sau đây con xin thành kính cung thỉnh sư phụ lên có những phần quà tặng cho các diễn viên. Happy New Year.